Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 13 tháng 10 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và sau đây là những nội dung chính. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Ninh họp thống nhất một số nội dung công việc thời gian tới. Đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido, Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh chào đón những vị khách tàu biển đầu tiên trở lại sau đại dịch Covid-19. Lực lượng doanh nhân nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên họp thứ hai để thảo luận thống nhất một số nội dung công việc thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì. Một khối lượng lớn công việc đã được Thường trực và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thực hiện trong thời gian qua. Bám sát quy chế làm việc, nhiệm vụ được phân công và chương trình kế hoạch công tác năm, Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là kế hoạch số 145 ngày 3 tháng 3 năm 2021, kế hoạch số 191 ngày 29 tháng 7 năm 2022, kế hoạch số 210 ngày 26 tháng 9 năm 2022, triển khai thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra số 3 Ban chỉ đạo Trung ương và kế hoạch số 208 ngày 26 tháng 5 năm 2022, tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề số 08 ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ. Tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền và chế độ. Đôn đốc các cơ quan liên quan đẩy nhanh thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. Thống nhất với các ý kiến, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thống nhất một số nhiệm vụ từ nay tới cuối năm. Trong đó đẩy mạnh chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, nhất là cấp huyện, sở ngành, cấp xã, gắn với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên, công chức viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chỉ đạo đôn đốc việc kiểm tra giám sát thực hiện chủ trương, đường lối quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trọng tâm là một số lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực như quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, tài chính công, công tác cán bộ, vật liệu đầu vào các dự án đầu tư công, đầu tư tư, y tế, giáo dục và những địa bàn cũng như các vị trí công tác tiềm ẩn dễ nảy sinh tiêu cực. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực thông qua tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là ở cấp cơ sở. Đẩy mạnh phối hợp trong quá trình tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, làm rõ nguyên nhân và cả những bất cập về cơ chế chính sách pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét. Tập trung thực hiện kế hoạch số 191, kế hoạch số 210 và kế hoạch số 208, tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc tham nhũng chức vụ. Nhân dịp đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đang thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, chiều nay đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp xã giao ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh, Phó Thống đốc Chính quyền tỉnh Hokkaido Tsuchiya Sunsuke cùng đại diện một số sở ngành của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Tại buổi tiếp, ông Takebe Tsutomu đã bày tỏ sự cảm động và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực
nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực mà hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết trao đổi. Đặc biệt, ngay sau cuộc gặp gỡ với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào tháng 8 vừa qua và sau chuyến thăm làm việc của đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh tại Nhật Bản do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh làm trưởng đoàn, rất nhiều việc đã được triển khai tích cực và hiệu quả trên tinh thần trách nhiệm của hai bên. Cụ thể là chuẩn bị tổ chức lễ hội Hokkaido tại Hạ Long vào năm 2023, thúc đẩy việc sớm thiết lập đường bay giữa Hokkaido Nhật Bản và Vân Đồn Quảng Ninh. Cá nhân ông Takebe Tsutomu trở thành cố vấn đặc biệt trường Đại học Hạ Long. Mọi công việc đều tiến triển ngoài sức mong đợi và mang tới sự cảm kích rất lớn của ông đối với tỉnh Quảng Ninh. Cũng tại buổi gặp, ngài cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt mong muốn sau khi tổ chức lễ hội Hokkaido vào năm 2023 sẽ thành lập trung tâm xúc tiến sản phẩm thương mại Hokkaido tại Quảng Ninh. Đồng thời tin tưởng thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh Hokkaido sẽ ngày càng tốt đẹp đi vào chiều sâu và tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam, Nhật Bản. Bày tỏ niềm vui mừng khi gặp lại ngài cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Takebe Tsutomu và đoàn công tác của tỉnh Hokkaido Nhật Bản tới thăm làm việc tại Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những bước tiến mới trong mối quan hệ giữa hai bên thông qua việc tích cực hiện thực hóa những nội dung trao đổi trên các lĩnh vực văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, thương mại. Trong đó, vai trò và sự đóng góp của ông Takebe Tsutomu là rất quan trọng. Trên nền tảng hợp tác truyền thống, tình hữu nghị, sự chân thành và độ tin cậy đã được lãnh đạo hai nước dày công tạo dựng, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ngành liên quan thường xuyên trao đổi phối hợp với tỉnh Hokkaido, Nhật Bản để tiếp tục thúc đẩy các công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trước mắt là tổ chức lễ hội Hokkaido tại Hạ Long vào năm 2023. Đây sẽ là một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Đồng tình với đề xuất của ông Takebe Tsutomu, tỉnh sẽ quan tâm dành vị trí thuận lợi nhất để giới thiệu, quảng bá, bày bán các sản phẩm từ tỉnh Hokkaido, Nhật Bản tới nhân dân Quảng Ninh. Đồng thời mong muốn các bên tiếp tục tích cực hơn nữa để sớm thiết lập đường bay giữa Hokkaido, Nhật Bản và Vân Đồn, Quảng Ninh, thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch dịch vụ giữa hai bên. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tường Văn làm việc với ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt và đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Tại buổi làm việc, ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, chúc mừng những kết quả mà Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những tiềm năng, cơ hội phát triển của tỉnh. Nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam ngày càng tốt đẹp bền chặt, ông Takebe Tsutomu khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Quảng Ninh với Hokkaido nói riêng, đặc biệt là thông qua việc triển khai tổ chức lễ hội Hokkaido tại Quảng Ninh, sớm mở đường bay thẳng từ Hokkaido đến sân bay Vân Đồn và ngược lại, tăng cường hợp tác giao lưu văn hóa, kinh tế giữa hai bên trong thời gian tới, phát huy vai trò là cố vấn đặc biệt của Trường Đại học Hạ Long. Về lễ hội Hokkaido tại Quảng Ninh, hai bên cũng đã thống nhất thời gian tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm 2023, đồng thời trao đổi về địa điểm tổ chức, kinh phí thực hiện, nội dung lễ hội và tần suất tổ chức lễ hội trong những năm tới. Hai bên cũng chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy tổ chức các diễn đàn giao thương kết nối cung cầu giữa hai địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tường Văn bày tỏ trân trọng trước tình cảm của ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt và đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido Nhật Bản dành cho tỉnh Quảng Ninh. Việc ông Takebe Tsutomu nhận lời mời làm cố vấn đặc biệt cho Trường Đại học Hạ Long sẽ là cơ hội lớn cho Đại học Hạ Long sớm thành lập được trung tâm Nhật ngữ và là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản nói chung và Quảng Ninh-Hokkaido nói riêng. Ngoài lễ hội Hokkaido, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong năm 2023 sẽ có thêm nhiều chương trình sự kiện với sự tham gia của người dân, doanh nghiệp nhằm góp phần lan tỏa, thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, đặc biệt là sớm thúc đẩy việc mở chuyến bay thẳng giữa sân bay Vân Đồn và Hokkaido. Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido đã ký kết biên bản thống nhất về việc thành lập Ban tổ chức lễ hội Hokkaido tại Hạ Long. Trước đó, vào sáng nay, đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido đã dự lễ khai giảng năm học 2022-2023, chương trình kỷ niệm 8 năm thành lập Trường Đại học Hạ Long và làm việc với nhà trường về một số nội dung quan trọng. Tham dự có Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Watanabe Shige và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh.
Tại buổi lễ, Trường Đại học Hạ Long long trọng tổ chức công bố quyết định mời ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, làm cố vấn đặc biệt Trường Đại học Hạ Long, thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2025. Khai trương văn phòng làm việc của ông Takebe Tsutomu tại Trường Đại học Hạ Long. Với vai trò là cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, thành viên Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật, cố vấn đặc biệt Trường Đại học Hạ Long, ông Takebe Tsutomu khẳng định sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc liên kết giữa Trường Đại học Việt Nhật với Trường Đại học Hạ Long, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh giao lưu Nhật Bản-Việt Nam thông qua việc học tiếng Nhật, nâng cao sức mạnh thương hiệu về văn hóa, du lịch, ngoại ngữ của Trường Đại học Hạ Long. Ví dụ như ngành du lịch thì chúng tôi đang nỗ lực để xây dựng chương trình, tức là có thể giúp các em sinh viên có thời gian thực tập thực tế ở tại Nhật Bản. Có thể là học 3 năm tại Việt Nam, sau đó là sang Nhật 1 năm để thực tập, hoặc cũng có thể là có những chương trình mà có thể thực tập ngay từ năm đầu tiên và sẽ đào tạo ra các em sinh viên có năng lực và kỹ năng thực tế, nói được tiếng Anh hoặc tiếng Nhật để làm sao khi các em ra ngoài xã hội là các em có thể làm việc được ngay, trở thành những nguồn nhân lực, những nhân tài để đóng góp cho sự phát triển của khu vực cũng như của quốc gia. Cũng trong sáng nay đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận chung giữa Trường Đại học Hạ Long và Viện Công nghệ Kitami Nhật Bản. Hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác trao đổi sinh viên hệ đại học và sau đại học, trao đổi giảng viên phục vụ công tác học tập và giảng dạy, trao đổi các tài liệu học thuật, xuất bản phẩm và thông tin khoa học, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phối hợp tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế và nhiều nội dung quan trọng khác. Hiện nay, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh đang thiếu hụt lượng lớn nguồn nhân lực. Đây là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức, đòi hỏi Trường Đại học Hạ Long phát huy vai trò quan trọng, cốt lõi trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số cho tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh mong muốn, với sự giúp đỡ của ngài Takebe Tsutomu, Trường Đại học Hạ Long sẽ đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển, đóng góp quan trọng vào mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và cả nước. Sau 8 năm thành lập và phát triển, Trường Đại học Hạ Long không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng. Năm học 2022-2023, công tác tuyển sinh hệ đại học của nhà trường hoàn thành 100% chỉ tiêu ngay từ đợt 1, với 1.959 tân sinh viên học sinh đã trúng tuyển và nhập học. Trong đó, có 1.739 sinh viên hệ đại học ở 16 ngành đào tạo, tập trung vào 5 lĩnh vực: du lịch dịch vụ, ngoại ngữ, kỹ thuật công nghệ, xã hội và nhân văn, kinh tế quản trị. Nâng tổng quy mô học sinh sinh viên các hệ đào tạo của trường là 7.500 người học, trong đó đào tạo chính quy 5.500 sinh viên, trên 90% là sinh viên đại học. Trong năm học này, nhà trường dự kiến mở mới 3 ngành đào tạo thạc sĩ là ngôn ngữ Anh, khoa học máy tính và du lịch, xây dựng ít nhất một chương trình đào tạo giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thông tin về tình hình kinh tế xã hội, kết quả giám sát, giải quyết kiến nghị cử tri và thống nhất một số nội dung gửi tới kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội đã nghe lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đại diện lãnh đạo một số sở ngành phát biểu thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nội dung như đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, chính sách hỗ trợ cho giáo viên học sinh vùng sâu vùng xa, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giải pháp đồng bộ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và một số ý kiến kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các sở ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội tại địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời nắm bắt và ghi nhận các ý kiến chính đáng của cử tri, các vấn đề về thực hiện chính sách để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp phù hợp. Qua đó, góp phần động viên các nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững chắc. Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đầy đủ các văn bản nội dung trước các kỳ họp Quốc hội để các sở ngành đơn vị nghiên cứu, tiếp tục đóng góp ý kiến kiến nghị để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi tới Quốc hội xem xét, đưa ra các chủ trương quyết sách thấu đáo, đồng thời làm căn cứ để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương.
Những kiến nghị đề xuất tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo gửi đến Quốc hội Chính phủ và các cơ quan trung ương xem xét giải quyết nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trong thời gian tới. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thành chủ trì cuộc họp về tiến độ tăng trưởng lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp khu vực 1 quý 4 năm 2022. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương rà soát khai thác các dư địa có lợi thế để đẩy mạnh tăng trưởng những tháng cuối năm. Đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung chỉ tiêu cho các địa phương còn dư địa tốt. Phấn đấu 3 tháng cuối năm, sản lượng thủy sản gần 45.000 tấn, lương thực 114.000 tấn, thịt lợn hơi xuất chuồng trên 26.500 tấn. Sản lượng gỗ khai thác phấn đấu 25.000 mét khối, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP khu vực nông lâm nghiệp khu vực 1 quý 4 năm 2022 đạt 6,08%, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2022, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm lạm phát cũng như đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Chiều qua, du thuyền cao cấp Lola Perouse của hãng Pô Năng Pháp đã cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo 106 khách du lịch và 116 thuyền viên. Sáng nay, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tặng hoa và chào đón những vị khách tàu biển đầu tiên trở lại sau đại dịch COVID-19, đồng thời giới thiệu tới du khách những sản phẩm du lịch đặc sắc của Hạ Long, Quảng Ninh. Tàu Lola Perouse sẽ lưu đậu 2 đêm 12 và 13 tháng 10, đến ngày 14 tháng 10 sẽ rời bến. Lola Perouse là du thuyền thuộc phân khúc cao cấp của Pháp, phục vụ không quá 150 khách mỗi chuyến với những dịch vụ đẳng cấp xa hoa. Trong hải trình lần này tại Việt Nam, Lola Perouse đã ghé qua Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang Khánh Hòa, Quy Nhơn Bình Định, Tiên Sa Đà Nẵng, Chân Mây Huế, Hòn La Quảng Bình trước khi ghé Hạ Long Quảng Ninh. Trong sáng nay, hơn 80 khách đã xuống tàu. Nhiều du khách đã lựa chọn khám phá vịnh, city tour, mua sắm và trải nghiệm dịch vụ ăn uống giải trí tại Hạ Long. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đi tham quan du lịch trở lại sau 3 năm cả thế giới bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Chúng tôi đã nghe đến vịnh Hạ Long, do đó chúng tôi kỳ vọng rằng đây sẽ là một chuyến đi đáng nhớ. Tôi đã từng đến Hạ Long trước khi dịch COVID-19. Hạ Long rất đẹp, rất đáng nhớ, con người rất thân thiện. Do đó tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục có được những trải nghiệm tuyệt vời ở nơi này. Đây là nơi chúng tôi nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất. Hạ Long cũng có cảng biển hết sức hiện đại, thuận tiện cho chúng tôi đón và trả khách. Tôi hy vọng sẽ còn nhiều dịp để được quay trở lại nơi này. Để chào đón những vị khách tàu biển quốc tế đầu tiên trở lại sau đại dịch, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cũng đã bố trí thêm các bãi đỗ xe ngay tại cầu cảng, hệ thống xe điện di chuyển cự ly gần cũng như kết nối các bến thủy nội địa, đưa khách tham quan vịnh Hạ Long ngay sau khi rời tàu, tạo sự thuận tiện nhất cho du khách khi đến Hạ Long. Trong chiều nay cũng như ngày mai, 80 vị khách khác sẽ lên tàu tiếp tục hải trình cùng Lola Perouse từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Lola Perouse sẽ lưu lại ở Việt Nam khoảng 1 tháng để thực hiện các chuyến hành trình tàu biển xuyên Việt và dự kiến sẽ quay lại Hạ Long vào đầu tháng 11 tới. Hôm nay có thể nói là một cái ngày thành phố Hạ Long rất là vui mừng vì là sau 3 năm thành phố Hạ Long mới được tiếp tục đón những cái con tàu đưa những cái khách tàu biển từ châu Âu đến. Thế và chúng tôi sẽ chuẩn bị rất là tốt các cái điều kiện như là cái cơ sở lưu trú, thế rồi các cái điểm tham quan dịch vụ. Trong thời gian tới thì để tiếp tục có thể là đón những chuyến tàu biển tiếp theo thì ngành du lịch sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác quảng bá xúc tiến và kết nối với các doanh nghiệp về phục vụ đón tàu khách tàu biển. Và tại Quảng Ninh thì chúng tôi sẽ cùng với các chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, rồi các doanh nghiệp lữ hành, các khu điểm du lịch và các doanh nghiệp là lưu trú và dịch vụ du lịch để tăng cường cái chất lượng và dịch vụ để có thể đón các khách tàu biển quốc tế đến với Quảng Ninh. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, du lịch tàu biển có giá trị doanh thu cao hơn khoảng 40% so với du lịch đường hàng không hay đường bộ. Tàu biển quốc tế quay trở lại được coi là tín hiệu đáng mừng cho du lịch Hạ Long nói riêng và Việt Nam nói chung. Dự kiến đầu tháng 1 năm 2023 tới đây, Việt Nam sẽ tiếp tục đón thêm một số tàu biển lớn mang theo hàng ngàn du khách quốc tế, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ hơn nữa của ngành du lịch.
Hôm nay 13 tháng 10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Với sự quan tâm hỗ trợ đồng hành của tỉnh Quảng Ninh, trong suốt những năm qua, lực lượng doanh nhân trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong tỉnh, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát an toàn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Star đã nỗ lực thực hiện các biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sản phẩm nước mắm và muối súp, trong đó chú trọng việc xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường. 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của công ty đạt trên 63 tỷ đồng, vượt hơn 20 tỷ so với cùng kỳ năm 2021, đạt 90% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước 2,3 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho 50 lao động với mức thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng một người một tháng. Năm 2022 tôi nghĩ tất cả nhân viên và công nhân đều rất là phấn khởi, vui vẻ, bởi vì là cái nguồn thu nhập ổn định. Đấy, đời sống của anh chị em công nhân là được cơ quan lãnh đạo quan tâm rất là chú đáo. Nên là anh chị em chúng tôi phấn khởi, hào hứng, cảm hứng rất tốt. Trong năm 2023 thì sẽ đưa doanh thu lên trên 80 tỷ đồng và sẽ tăng cái thu nhập cho người lao động lên cái mức khoảng 7 đến 8 triệu đồng bình quân cho người lao động. Thế và có những cái phương pháp thưởng cho những cái lao động mà có những cái cống hiến và tận tâm để phát triển cho thương hiệu sản phẩm của công ty. Và sẽ tăng cái số lượng lao động để theo kịp được cái sự phát triển. Cùng với các giải pháp hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực chủ động khắc phục khó khăn sau 2 năm Covid, nhanh chóng thích ứng với tình hình mới, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch đã tiếp tục đầu tư nâng cấp chất lượng dịch vụ, đưa ra nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn du khách, góp phần phục hồi ngành du lịch của tỉnh, đón trên 9 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2022. Tôi rất là tự tin với cái sự quay trở lại hồi phục của du lịch Quảng Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Bởi lẽ thì Quảng Ninh là một vùng đất có những cái kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tỉnh cũng đang rất là hỗ trợ cho doanh nghiệp và đặt trọng tâm là du lịch sẽ phải là quay trở lại. Và chính vì lý do đấy thì công ty chúng tôi cũng vẫn tiếp tục mạnh dạn đầu tư và tiếp tục là ra những cái sản phẩm mới để đón đầu cái làn sóng khách sẽ quay trở lại. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự quan tâm doanh nghiệp. Thì mặc dù khó khăn như vậy nhưng mà các doanh nghiệp khi mà đã nắm bắt cái tình hình, cái dự báo diễn biến của cái hoạt động lịch thì đã rất nhanh chóng trong cái việc mà đầu tư tân trang cơ sở vật chất, kể cả từ những cơ sở vật chất lưu chuyên bờ, kể cả từ những cái cơ sở vật chất dưới nước, tàu tham quan, tàu ngủ đêm. Rồi cũng rất tích cực trong việc cùng với các cái sở ban ngành để mà thu hút và đào tạo lại nguồn nhân lực. Và cũng cùng với các cái cơ quan quản lý nhà nước đẩy rất là mạnh những công tác xúc tiến thị trường, kể cả thị trường ở những tỉnh gần, kể cả thị trường tỉnh xa, kể cả thị trường nước ngoài. Và vì vậy thì cái phục hồi chúng ta, du lịch chúng ta trong cái 9 tháng đầu năm, đặc biệt mùa hè vừa qua là rất là rõ rệt. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, ngành than vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Sản lượng than sạch đạt 35,52 triệu tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp hoạt động an toàn, hiệu quả và đã có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất trong năm 2023, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến chế tạo. Năm 2022, những vướng mắc của chúng tôi đều được tỉnh Quảng Ninh giải quyết ngay. Nhờ đó, hiện nay nhà máy Zinco 2 của chúng tôi đã vận hành sản xuất ổn định, đảm bảo các mục tiêu ban đầu đề ra. Với sự hỗ trợ rất nhiệt tình và thực chất của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và địa phương, tôi tin tưởng trong năm 2023, nhà máy Zinco 1 của chúng tôi cũng sẽ đi vào sản xuất. Như vậy, toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm pin năng lượng mặt trời Zinco sẽ được thực hiện tại Quảng Ninh, Việt Nam. Sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của doanh nhân doanh nghiệp đã đóng góp chung vào tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh 9 tháng đầu năm 2022 tăng 10,12%, cao hơn so với năm 2020 và 2021, đứng thứ 3 trong vùng đồng bằng sông Hồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 39.780 tỷ đồng, bằng 76% dự toán năm, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh đóng góp ngân sách 25.190 tỷ đồng, đạt 118% so với cùng kỳ năm 2021, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động. Cũng trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có gần 2.000 đơn vị mới thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 17.645 doanh nghiệp, vốn đạt 396.500 tỷ đồng. Nhằm tiếp tục tạo động lực cho những bước phát triển dài hạn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nhân doanh nghiệp, nhà đầu tư,
Năm 2022, Quảng Ninh tiếp tục triển khai một cách hiệu quả việc tái cơ cấu đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ và đưa vào sử dụng một loạt các dự án hạ tầng chiến lược. Đặc biệt, ngày 1 tháng 9, Quảng Ninh đã khánh thành và đưa vào khai thác cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Đây là tuyến cao tốc kết nối trực tiếp đến tất cả các khu kinh tế ven biển trên địa bàn và kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Từ đó, tăng sức hút của các khu công nghiệp, khu kinh tế đối với các nhà đầu tư, giảm chi phí vận tải, logistics cho doanh nghiệp. Chúng tôi rất là tự tin và yên tâm. Một là cái cơ chế chính sách ổn định của tỉnh Quảng Ninh, tư duy ủng hộ của các lãnh đạo Quảng Ninh và các hạ tầng của giao thông của tại Quảng Ninh cũng rất là tốt, như đường không, rồi đường bộ, rồi đường thủy được kết nối hết. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022, tạo đà phát triển cho năm 2023 và các năm tiếp theo, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ninh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức, vươn tới thành công. Nằm trong chương trình làm việc tại Hàn Quốc, hôm nay đoàn công tác Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh hội kiến Thống đốc tỉnh Gangwon. Thống đốc tỉnh Gangwon chào mừng đoàn công tác của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến Hàn Quốc. Thống đốc Kim Jin-tae khẳng định mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai tỉnh Gangwon Hàn Quốc và Quảng Ninh Việt Nam đã được thiết lập nhiều năm từ diễn đàn du lịch liên khu vực Đông Á ETOP. Trong đó, quan hệ hợp tác giữa Đài Phát thanh Truyền hình Gangwon G1 và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh là minh chứng rõ nét, đóng góp tích cực vào truyền thông, quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng đất con người hai địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Mong muốn hai bên tăng cường giao lưu hợp tác hơn nữa vì sự phát triển chung. Đoàn công tác Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thống đốc Kim Jin-tae. Đây là chuyến công tác đầu tiên được nối lại kể từ sau dịch bệnh. Cuộc hội kiến càng có ý nghĩa đặc biệt khi hôm nay là ngày đầu tiên đường bay Gangwon Hà Nội được khai thác, có phần thuận lợi cho sự giao lưu hợp tác phát triển của đôi bên. Đoàn công tác mong muốn chính quyền tỉnh Gangwon tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy giao lưu hợp tác tốt đẹp, bền chặt, đóng góp tích cực cho sự phát triển trên nhiều lĩnh vực của hai địa phương Quảng Ninh Gangwon, củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia Việt Nam Hàn Quốc. Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022. 18 thí sinh của 16 chi đảng bộ trực thuộc thực hiện 2 phần thi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, xử lý tình huống trong công tác xây dựng đảng ở chi bộ, xây dựng nội dung và thực hành báo cáo nội dung sinh hoạt thường kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các phần thi liên hệ chặt chẽ thực tiễn công tác xây dựng đảng gắn với vai trò lãnh đạo của bí thư chi bộ. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát hiện những nhân tố mới, tạo nguồn cán bộ góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại thành phố Hạ Long diễn ra hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022 khối điều độ phân phối điện. 69 thí sinh đến từ 5 tổng công ty điện lực của tập đoàn và 3 trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc trực thuộc Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia thực hiện các phần thi lý thuyết trên máy tính, thi thực hành tại hiện trường và thi vấn đáp. Thông qua hội thi nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao động trực tiếp tại các đơn vị trong tập đoàn, từ đó thúc đẩy phong trào lao động sản xuất chất lượng hiệu quả và an toàn. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, 36 thí sinh chung kết cuộc thi Hoa hậu biển đảo Việt Nam năm 2022 tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại Cô Tô, truyền tải thông điệp vì một huyện đảo không có rác thải nhựa. Các thí sinh đã cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Cô Tô chung tay dọn vệ sinh bãi biển, trồng hơn 50 cây tùng tại khuôn viên nhà thờ Bác Hồ trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, tham gia lễ thượng cờ và trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân huyện đảo, tặng túi giấy thân thiện với môi trường cho các hộ kinh doanh tại Trung tâm Dịch vụ Thương mại huyện Cô Tô. Chương trình trải nghiệm thực tế tại đảo Cô Tô đã giúp các thí sinh Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 có thêm nhiều kiến thức bổ ích và tình yêu với hòn đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Tất
cả các bạn 36 thí sinh của vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu biển đảo Việt Nam năm 2022 đang cố gắng nỗ lực hết mình để mà hoàn thành tốt những cái vai trò sứ mệnh là một trong những người góp phần quảng bá cho hình ảnh biển đảo Việt Nam. Qua cái cuộc thi này, em có muốn là kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ chủ quyền biển đảo và lan tỏa được cái vẻ đẹp của biển đảo quê hương Quảng Ninh nói riêng và của Việt Nam nói chung đến với tất cả mọi người cũng như là bạn bè quốc tế năm châu ạ. Thông qua cái hoạt động của Hoa hậu biển Việt Nam tại Cô Tô sẽ lan tỏa những cái việc làm của Cô Tô cũng như là giúp cho nhân dân nâng cao cái trách nhiệm cũng như ý thức của mình trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tại sân khấu nhạc nước Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây xin được kết thúc. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.